Xin giới thiệu với anh em đây, đồng chí tên là gì nhỉ? Nguyễn Đức Tài. Nguyễn Đức Tài hả? Đến từ Thái Bình và đang thử đến test cái cây trị giá tầm khoảng 11 củ. Nếu mà test ok thì sẽ bê về, còn không test ok là sẽ tự ra về. Thì chúng ta sẽ chờ bạn ấy test một lúc. Chúng ta sẽ xem bạn ấy test các cái game mới. Nếu mà ok thì bạn ấy sẽ bê về, và khi bạn ấy test xong thì bạn ấy sẽ sâu hàng cái phần cứng bên trong cho anh em xem. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần test game nha. Em này này có cái tính đa nghi hơi cao nhỉ? Tất nhiên này. Hai bị lừa không mà đang nghi cao thế? Không. Có hai bị lừa không mà đang nghi cao thế? Anh có biết chuyển cái bàn phím này nó về có bình thường không? Có bình thường là như nào? Mấy loại tiếng Việt bàn phím mà dùng tiếng Anh hay tiếng Trung đấy gì tiếng Anh như đây thì tiếng A dưới gì ấn nó tiếng vào cầu này đấy. Mệt không? Sáu mươi em bé không mệt hơi phí. Máy đi lên lên hết cả thông số ở trên này mình rõ cả CPU với lại máy thoát ra để ấn xem nào. Đấy, máy đi máy đi nhắc ra bên nào. Ấn đóng vào rồi chờ một tí nó nhảy nhắc đi. Đạn nó nhức vào bắn nhau đi, bắn nhau chi chóe đi. Cái này thay đạn là sao anh? R. Đấy, nhảy FPS rồi kìa. Đấy, nhìn nó mới rõ. CPU, CPU. 16GB nghe là có vẻ hơi thừa ạ. Nghe thừa quá thừa. Không biết ra là 8GB thôi. Không live stream các thứ là... Mình có live stream đâu cần 6GB. Anh cũng 8GB. Chơi ngủ rất là kì. Sao bớt ra là được tiền đấy. Sao bớt ra là mua cái nick? Thôi đi mua cái nick chứ không lấy tiền đâu, mua nick chơi. Nick 700.000 xin chị đầy tiền. Xin thì xin rồi. Thế. Mà chị đầu tư 23 nick mua cái nick. Chị đấy, được, đây là chất đấy. Đây là chị có, đấy. Nghe cô lấy tính chất rồi đấy. Chị này rất giống mẹ lâu rồi. Chứ tỏ đi cày từ sống. Em đi cày từ sớm không? Nè, tưởng đi cày từ sớm. Nè, thứ hai đang nhìn này cũng tỏ là chắc bị lừa, nhiều. Bị chúng nó lừa tình nhiều. Chứ còn lừa cái này không ăn thua. Lừa tình nó mới đau. Lừa tình là đau nhất. Lừa tình nó mới đau. Tính ra là nghỉ thế. Thì cùng ngắm bút bốn lắm. Đấy, ra ngắm thì sao có bị đùi FPS không? Cắt đi. Ngắm xa vào, ngắm gần thế thì gì? Lên núi nhìn xuống dưới đồi xem mà nó có bị đùi FPS không? Video này có cắt hay chỉnh sửa gì không? Hay là cứ full video luôn? Chẳng có chỉnh cái gì cả, nó dài quá thì cắt ngắn lại thôi chứ còn thường là để full. Thì chẳng có ông nào ngồi xem đến hai mấy phút cả. Nhưng mà chỉ cắt lại nó tờ khoảng hơn chục phút thôi thì các ông còn xem chứ dài hơn là chả ông nào xem cả. Đấy, ngắm sang bên kia đường nha, ngắm mấy bốn sang bên kia đường nó lét đâu, nét luôn đấy, căng không có tụt FPS không, phải ngắm lên xem nó có tụt FPS không. Không tụt tít sang bên kia đường không, mà lại phải pha một ít tám rồi ngắm còn nét nữa. Cái màn này với lại cái màn 19 inch của em chắc nó không khác nhau nhiều lắm rồi. Màn 19 inch làm sao full HD được, cái này full HD. Nhỉ. Còn màn 19 làm sao full HD được. Còn màn 19 chỉ 1.368 thôi. Hàng này khả năng cao là không phải hàng châu rồi. Thì sẽ sáng bóng không? Châu hay bình cái gì? Thường châu nó cày nó có giá để ý không mà. Châu nó cày nó bình hay bình gì đấy.
thằng này bán trong cây luôn. Châu hồi nữa đi theo đàn. Đi theo chùa. Con nó lạc loài con. Biết đâu ông này ông ấy mua vàng châu đấy. Em nghe họ họ bảo là cái trâu nó cày coi là tháng không? Trâu cày một tháng. À chứ đâu cày một năm là chúng nó thay thay rồi. Chứ trâu ngày xưa thì trâu ngày xưa nó cày đi được. Bắn con lợn đi. Thì ăn nó chạy con mẹ nó vào trong nhà rồi. Đây nó chạy lên núi đây. Nó chạy lên núi đấy. Nó nấp sau cái nhà rồi đi chậm không nó biết đấy. Chạy sang không, em cũng đang chết rồi sao? Mấy cái game thử thế. Thế thì chạy sông hẳn vào. Chơi nó luôn à. Sâu hẳn mà chơi nó. Qua test anh còn chờ lâu quá tự lém bom chết. Chó chứ anh. Lầy lộn. Bắt test là colorful này. Đúng. Rồi lên xe cái bắn ngay. Bảo rồi. Nó nghe tiếng máy nghe nó phàn ngay. Nó ở đâu rồi? Em mà biết nào nó chiến nó luôn. Chiến nó luôn. Đấy đấy, nó đi xe máy đấy đấy. Kia vả. Ui giời ơi. Bắn cái gì quá. Đây? Đây là lần đầu tiên bắn cái này mà. Ơ đừng báo cáo nó. Nó không sao đâu báo cáo nó ví đi. Nó bắn đàng mà em báo cáo nó mất lịch. Chết rồi. Trở lại nó bắn như nào. Chưa. Nhà đọc có chơi Liên Minh thôi. Ấn cái lúc này xong rồi nút ship và chạy, ấn lúc này kép và nút ship và chạy nhanh. Ra bên cái xe, ấn F, chọn cái xe đây mà. Hai con ở đây này, đấy. Đấy, chọn một trong hai con, chọn con nào cũng được. F là leo lên xe ạ? Ừ, F là leo lên xe. Đấy, xong rồi đi theo thằng này nó đi đâu mình đi đấy. Nó trắng này, nó lái, chỗ nào mình lái chỗ đấy. Lái xe như lái vừa lái bác kia. Hình ảnh này được phê rồi đi. Đẹp. Setting à, mở ra xem setting à. Setting à. Setting. Đó. Ấn vào nó một cái. Đâu? Đấy, đến bên đấy, ấn vào. 22, mắc setting rồi. Chưa? Chạy đi. Chạy. Đấy, thằng này nó chạy đâu mà chạy ra đó. Chạy. Không cần đi chưa đâu. Đấy, mình đi. Chạy ra thằng này là được. Đâu? Đấy, thằng này xe trắng ấy. Thằng này nó đi đâu mình đi đấy. Ua. Lại như thật đấy. Chưa bao giờ chơi cái trò như thế này được. Game này hot như thế không chơi. Có ở nhà sao chơi được game này? Có ở nhà chơi tốt chứ. Con G3250 chơi tốt. 750 750 chơi được. Nhưng mà nó độ phân giải nó chỉ bình thường thôi. Nó không phải mắc như này thôi. Nó chơi được thì cả xe cũng xấu cần tí. Chơi tạm mà chơi được ạ? Buồn rồi đó. Tôi test game khác. Mấy cái này cũng không thú. Không khoái đúng không?
khác bằng tiền. Cứ buôn cha mà lại bao tiền. Nhớ nhá, về phải test liên tục nhá. Xem nó có lỗi gì thì con giải quyết. Chỉ ngại cái mây hay cả giam giết thôi. Nó chết thì trả rồi, chết thì không ngại đâu. Nó phải test sớm xem nó lỗi cái gì còn. Nhưng mà có cái nguồn 500 mắt nó kéo này thì sao mà. Tạnh rồi, kiểu gì thì chết ở đoạn này mà. Kiểu gì thì chết ở đoạn này, không qua được. Bán như thánh không phải. Bán như thánh không qua được. Đấy là câu chuyện nó bắt buộc phải thế. Bắt buộc mình phải chết ở đoạn này. Thật. Nếu mà đang chơi cái kia mà sang cái này chơi nó phải khác. Đó chơi cái này rồi mà. Chơi cái này rồi mà chơi cái này không. Còn chết chán rồi đây. Hả? Vậy có khả năng để về nhà test đi. Về nhà test tiếp hả? Thế thì tắt đi xong rồi giới thiệu cho anh em cái cây cấu hình như nào để anh em mà biết. Ô, cái phần này là phần của anh. Phần của em nhé. Sau khi test xong ok rồi gì? Bây giờ mà tháo là họ xem tháo không? Lắp ra giới thiệu cấu hình cho anh em đi, tháo lắp ra. Đấy, sau khi test xong rồi bây giờ bạn ấy sẽ tháo cái lắp ra để giới thiệu cấu hình cho anh em. Mạnh tay vào. Rồi. Đây anh em có thể xem qua cấu hình của bạn ấy ở trong này. Main thì là Asus Z77M. RAM thì là hai thanh 4GB là 8GB. Trên này một cái ổ cứng 500GB. Dưới này là một cái SSD 120GB. Nguồn là Hanky 550W anh em nhá. Và quan trọng nhất là cái cạc hình này. Cạc hình là con Galaxy 1060 bản 3GB. Còn bảo hành đến 23 tháng 5 năm 2020. Đó, tất cả nhìn vẫn còn rất mới. Anh em nhìn sát đây nhìn xem, sát xì và mới nguyên. Rất đẹp. Và cái vỏ thì cũng rất là màu mè. Vỏ siêu màu mè. Với cái hai cái đèn led ở đây, một cái đèn led fan 12 led đỏ này. Trên cái gầm này có một cái fan led đỏ nữa các bạn này. Đấy. Con chip làm dưới là con gì nhỉ? Coi 7 3 3770. 3770. Đấy, coi 73770. Đây bây giờ mình sẽ sâu cấu hình thôi. Bật lại CPU-Z để anh em xem cho nó chuẩn. Không vậy bỏ hai anh em chúng tôi chém gió. Sợ lìn. Ui giời. Đây. Chúng toàn này cho anh em nhìn nó nét nha. Coi 7 3700. Cái gì đây? 4x8 luồng. Mainboard là Asus P8Z77M. Memory là 8GB. Đua trên. Graphic là 1060 3GB. Đó. Ok, go. Rồi. Thế nha, bây giờ chúng ta sẽ đóng nắp lại để cho bạn ấy còn lên đường Thái Bình không là muộn mất. Để tắt máy đã. Đưa ra bến xe về Thái Bình không là lạc mất. Chị gái vừa lấy ở đây về rồi. Lên chưa? Hả? Chuẩn rồi đấy. Bạn đốc nữa thôi là lên đường. Nhớ ôm nhá. Bắt chặt vào. Vặn vặn tay được mà. Cái đấy vặn tay được mà. Vặn mạnh vào. Còn cái nữa ở đâu rồi? Cái nữa ở dưới đây. Đây là nhà. Đây. Đấy. Vặn vào. Được chưa? Ok chưa? Thế nhá. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.